Vâng, Emosai xin kính chào tất cả quý vị khán giả nhé. Thì cuốn video này thì Emosai sẽ chia sẻ các bác là bộ ba cái tác phẩm Xanh Cổ của nhà chú Vĩnh ở Nam Định các bác nhé. Phải nói là lần đầu tiên thì Emosai được chiêm ngưỡng ba tác phẩm này. Ba tác phẩm này đặt ở ngay cái vòng cua bên tay phải. Thì bây giờ thì không để quý vị các bạn đợi lâu nữa, thì bây giờ quý vị các bạn cùng Emosai sẽ chiêm ngưỡng nhá ba tác phẩm Xanh Cổ này. Phải nói là hàng khủng luôn các bác nhé. Hình như là các bác hay gọi là chú Vĩnh cắm cò ở Nam Định này, thuộc hàng top khủng ở đây luôn các bác nhé. Đã to là cổ, là to cổ nó rất là quý rồi, giả lắm. Biển tên này coi nhé, của anh Phan, chú Phan Văn Vĩnh, anh em hay gọi là Vĩnh, chú Vĩnh cắm cò này. Thực ra là mình xem trên ảnh rồi, hôm nay mới trực tiếp là mình nhìn ở ngoài coi nhé. Đây này, già lắm, có to tổ hàng khủng luôn, như con tầm tầng. Để mình sẽ quay cái mặt trước trước nhé, cái mặt sau tí mình đi về bên kia vì cái này không đi thông được. Đây là cái tác phẩm số 2 này các bạn này, không biết là từ đời nào rồi nhưng mà to lắm. Thôi. Khủng này. Nếu mà để về nói cái cổ, tỏ lắm các anh em. Đấy, được cái là mặt sau nó cũng đã là khủng khiếp rồi các anh nhé. Mặt trước thì nó đã đẹp, mặt sau là hai mặt đều đẹp như nhau. Phải nói là rất là ấn tượng với cái bộ ba này các anh nhé. Đây qua xem này, phần bộ ba già này. Quá khủng khiếp các bạn. Đây, trong này là cái tác phẩm số 2 này. Ui các bạn xem quá ghê gớm, phải nói là khủng khiếp luôn các bạn nhé. Xanh này. Và xem như phần điểm cây đấy, cái này thì thực ra là qua thời gian đục đẽo nó mềm mại hết rồi, to lắm các bác nhé. Đây là cái tác phẩm số 3 này, tác phẩm số 3 này trong cái bộ 3. Cái này thì nó có hai cái điểm khác biệt so với hai tác phẩm kia một chút. Đấy, quay gần một chút cái bộ thân bệ này. Hầu như mọi thứ là nguyên bản hết nhé. Mọi thứ xù sần nguyên bản hết. Đấy là cái bộ ba nhá, cái bộ ba. Cây này thì hai cái kia gần như là hai cái cây trực tiên tri tán tầng khủng ngày xưa, cây này nó lại khác một chút, nó không có tay bên này. Ê, em chào anh nhá. Anh hai bác đến đâu chưa? Rất là khủng. Tỏ anh nhỉ. Khiếp thật. Nếu mà để này, đang để ở đây thì mà nó to này, mà để đặt một phát sân thì mình thì nó to gần bằng cái lửa cái sân đây nhỉ.
này nó có tuổi lắm, cái rễ nó nu rồi đùm nu dưới này. Cây này thì già lắm rồi, ngày xưa gần như nó cái cây tán đằng ấy nhỉ, này trực lên chi, nhưng cái trực lên chi to à, chùa to quá. Nói chung là già lắm rồi, nu nu cả rễ này. Nhưng mà cây đẹp thì làm phải đóng rồi, đóng ngọn này, đóng tay. Chẳng là nó không đóng nó không mua được. Cây nào về đóng được mua, thích hơn. Nó mua 700 cái gốc, 600 cái ngọn, 1 tỷ 3 về nó đóng vào. Ông nào cái cây này chú? Ở dưới Hải Dương, ông xuống đấy. Đóng được thì sau này nó mới đẹp được. Chứ mình ghê, nhưng mình nói thế này thì mua 600 cái ngọn rồi đóng, mình biết được nó có được không. Đấy các bác, cái bộ bà nói là cực kỳ khủng nhá. Mình sẽ lấy cái này ảnh đại diện này. Điện này chậu này hơi bé rồi. Cái cây cái chậu khác. Lâu này nó già. Chậu đúc ngoài phòng đây. Đấy, tiếp theo ở đây thì mình chia sẻ một tác phẩm rất là to nhé, cũng rất là khủng. Ở cái video này thì toàn tác phẩm to thôi. Toàn hàng khủng. Nhưng mà toàn những tác phẩm hàng cỡ đại ở đây thôi nhá các bác nhá. Đấy, mini bên trong mà. Để các bác kê này thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Một tác phẩm cũng là ở khu vực Hải Hậu Nam Định các bác này. To hiện tại rất đông người đang xem nhá, rất đông người xem ngựa. Tác phẩm này cây rất là thụ này. Nói chung là đang bị béo một chút thôi. Sau này thì mà còn nhiều năm nữa các bác nhé. Những tác phẩm già cũng phải đợi có thời gian. Đi lướt một vòng này. Wow, tiếp theo là một tác phẩm long phải nói là rất khủng. Một cái long này. Một cây long phải là rất to các bác nhé. Cái long cũng thủy mà khả năng mai sau nó cũng đục như vậy cho nên đẹp. Đấy, một cây long rất to. Càng đi vào trong đây càng nhiều tác phẩm khủng. Ồ, đây là một cái tác phẩm ruồi các bác nhé. Một tác phẩm ruồi phải nói là rất là gai góc các bác ạ. Có tên là Bách Thụ Kim Quang này. Đấy, tác phẩm ruồi này trông rất là gai góc, hoàn thiện rồi các bác. Chất lượng cực kỳ các bác. Ruối này cũng rất nhiều loại nhé. Đấy, loại quay này thì nó lu cục gai góc toàn thân bốn xung quanh. Đấy. Thu hút rất nhiều quý vị khán giả xem cây. Đấy. Cái nu nhá, kinh lắm các bác nhá, nu từ gốc lên này. Đấy. Mặt bên này rất đẹp. Cây này không hiểu sao mà các bác xem những phần lu nhé, lu khắp thân, nu lên tận ngọn luôn. Chất lượng một tác phẩm ruối phải nói là
khá đặc biệt các bạn nhé. Dạ, của em là Yên Một Sai. Yên Một Sai à? Dạ, à, vâng. Anh ở đâu ạ? Cái kênh của em ấy, hay xem. Vâng. Bắt tay anh cái gì nhỉ? Nam Định. Trước anh à, vâng, anh em có để nói chuyện với chú Vượng. Vượng là Đinh Vượng thành thật. À vâng. Nhưng mà phải nói là anh cũng thay mặt cho những người đam mê cây cảm ơn những người có cây và những người quay phim như các em. Dạ vâng. Đặc biệt như các em. Lần này các là truyền tải để biết những cái biết ở trong cái nước Việt Nam này còn nhiều cái tài nguyên thượng đế ban tặng cho quá quý. Ngày xưa thì là cách đây những nhiều năm trước thì truyền thông ít thì anh em ít ở xa ít biết anh ạ. Bây giờ ví dụ là anh em ở miền Nam miền Bắc ở bây giờ người ta sẽ xem kênh là có hết rồi. Bây giờ là đang kết nối hai miền anh ạ. Em cũng hay chơi cây và mua cây nhưng mà em có cái lời bình luận đó hơi thật thật. Vâng. À, cho nên là có những cái mà đầu tiên người không hiểu mà nghe nó không hay. Vâng. Nhưng mà khi nghe rồi mà thấy nó thành một cái thương hiệu đấy nha em nha. Dạ vâng. Đấy. Nếu lúc nào em có về Nam Định, Hải Phòng thì mời em đến nhà anh làm cây thì